nay cô Minh sẽ giới thiệu đến các bạn một món bánh hay còn gọi là chè, một món bánh rất nhiều màu sắc, đó là bánh bột bán. Các bạn nhớ ha, 200g đậu xanh cô Minh sẽ phải ngâm với nước thời gian 2 cho đến 4 tiếng đồng hồ. Sau khi ngâm xong, cô Minh sẽ phải nấu chín lên và xay mịn ra như vậy. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần đậu xanh vào trong cái chảo của mình nè. Và mình sẽ bỏ vào đây 150g đường cát, 100ml nước cốt dừa. Cô Minh sẽ trộn hết tất cả cái phần này lên. Và cô Minh sẽ cho vào đây 2/3 muỗng cà phê muối nha các bạn. Và bắt bếp lên, mình sẽ xào cho cái phần nhân này nó khô lại. Các bạn thấy không, khoảng chừng 10 đến 15 phút là cái phần nhân của mình nó đã ráo khô như vậy. Và các bạn thấy cô Minh để tay nè, nó không dính tay nữa là được nha. Khi làm phần vỏ thì cô Minh sẽ cần nè 200g bột năng, 100g bột nếp. Trộn đều cái phần này lên. Thì với tỷ lệ cái lượng bột như vậy thì mình sẽ sử dụng khoảng từ cỡ 170 cho đến 200ml nước sôi. Khi mình pha bột năng với bột nếp thì nó làm cho cái bánh của mình nó không quá dai. Nếu mình sử dụng bằng bột nếp không á thì cái bánh của mình nó lại mềm. Mà sử dụng bột năng không thì nó lại dai cái bánh của mình. Mình nhồi hết tất cả cái nguyên liệu này lại với nhau như vậy. Hơi nóng tay nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Như vậy là được rồi nha. Với cái hạt bột bán như thế này nè các bạn, mình sẽ ngâm với lại nước. Thời gian mình ngâm khoảng từ 2 đến 3 giờ. Phần này của mình đã ngâm với màu của lá dứa, phần này của lá cẩm. Mỗi phần các bạn chỉ cần ngâm khoảng 50g là đủ rồi. Phần này thì mình giữ nguyên màu trắng để bánh của mình nó có đủ màu sắc nha. Phần nước cốt dừa của mình sẽ chuẩn bị nè 150g đường cát trắng, 20g bột gạo, 20g bột năng. Cô Minh cho hết tất cả cái phần bột nè và đường vào trong cái nước chảo dừa nha. Và cô Minh bỏ vào đây một cọng lá dứa. Cho lá dứa vô để cho cái nước cốt dừa của mình nó có một cái mùi thơm hơn. Các bạn nhớ là khi đặt lên trên bếp như vậy thì mình phải khuấy liên tục như vậy, không có được ngưng nha. Nếu mà mình ngưng nó dễ bị ốc trâu lại và cái nước cốt dừa của mình nó sẽ không ngon và không đẹp. Các bạn thấy nè, cái phần nước dừa bắt đầu là nó sánh lại rồi nè. Rồi, các bạn thấy nó sôi nè, bây giờ cô Minh sẽ cho 300ml nước cốt dừa. Cô Minh sẽ cho vào đây một tí xíu muối. Khi nước cốt dừa sôi ngược trở lại như vậy, cô Minh sẽ tắt bếp và cho vào một ít hành lá. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ vo cái phần nhân này lại nha. Nhân mình đã vo xong hết rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái phần bột áo này gói cái phần nhân lại nha. Cô Minh sẽ lấy một cái phần bột cỡ tương đương với lại cái phần nhân nha. Mình sẽ nhúng tay vô nước một tí xíu để cho cái phần bột này của mình nó ướt nè. Và bây giờ cô Minh sẽ lăn nó qua cái phần bột bán nè. Mình vo lại như vậy. Mình đã hoàn thành xong hết rồi nè. Bây giờ chỉ cần bỏ vào luộc thôi nha. Bây giờ cô Minh sẽ thả từng cái viên này vô đây nha. Bây giờ thì các bạn sẽ chờ cho nước sôi, nhưng mà không phải sôi nổi lên là mình sẽ vớt ra liền nha. Mình phải chờ thêm khoảng 5 đến 10 phút nữa để cho thật sự bột ở phía trong nó chín hết hoàn toàn. Các bạn thấy không nè, những cái hàng này nó nở ra trong vắt hết tất cả thì nó mới là chín hết nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ ngâm nó vào trong nước lạnh liền. Các bạn thấy đó, các bước mình đã hoàn tất rồi, chỉ cần cho ra dĩa, chan một xíu nước cốt dừa nè, rắc một chút đậu phộng là mình đã có thể thưởng thức được rồi đó. Chúc các bạn thành công với món bánh bột bán này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.